Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong, đến từ Coi68. Cũng được một thời gian rồi thì mình mới có dịp được gặp lại các bạn trong một số mới của DeFi Discussion. Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay cũng là một nhân vật rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em sau một tuần. Nói chung là cũng khá là nhiều thông tin tiêu cực xoay quanh thị trường thời gian gần đây. Tuy nhiên là trong cái tập podcast tuần này thì bọn mình hy vọng là sẽ mang lại nhiều cái góc nhìn thú vị và nhiều cái điều đáng chờ đợi trong thời gian sắp tới với thị trường crypto và đặc biệt là các cái mảng sản phẩm của DeFi. Thì hy vọng là podcast tuần này vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là mang lại nhiều thông tin hữu ích cho anh em. Thực ra thì cái câu chuyện làm podcast ngày hôm nay trong cái tâm lý thị trường tiêu cực, chứ có một số người đang khá là vui, đặc biệt là sau là có một cái airdrop khá là lớn mới xảy ra, đúng không? Tức là lúc mà bọn mình thu cái này. Nhưng mà cái câu chuyện đấy thì chắc là bọn mình sẽ để một thời gian sau, khi mà mọi thứ nó nguội bớt rồi bọn mình sẽ lật lại, bọn mình chia sẻ sau. Thực ra thì mình cũng muốn nói câu chuyện đấy lắm, nhưng mà Nguyên bảo là thôi, hôm nay thì nói một cái câu chuyện khác, một câu chuyện mà nó thiên về đường dài hơn. Dạ, thực ra cái câu chuyện của optimism thì nó cũng đôi chút có liên quan đến cái câu chuyện tuần này của bọn mình. Thì nhưng mà nó không phải là cách nhận airdrop, đúng không? Dạ, thì nếu mà nó giống nhau như thế nào thì các bạn có thể đồng hành cùng bọn mình trong cái podcast tuần này thì sẽ thấy được cái sự giao thoa của cái câu chuyện optimism, cái câu chuyện của layer 2 và cái topic tuần này. Và thực ra là Nguyên đã chia sẻ đến như vậy rồi. Thì cái podcast ngày hôm nay, cái chủ đề của podcast ngày hôm nay thì bọn mình sẽ lật lại một cái lý thuyết, một cái thesis về đầu tư mà nó cũng có cái tuổi đời khá lâu rồi. Đối với thị trường crypto thì khoảng thời gian đấy được xem là khá lâu rồi. Thì nó là cái lý thuyết giao thức béo, hay còn gọi là Fast Protocol. Thì Fast Protocol thì đâu đấy chắc là mọi người nếu mà nghiên cứu về DeFi, về đào sâu vào trong cái thị trường này á, thì chắc là cũng đã phong thanh ngay đến qua cái từ khóa hết rồi. Nhưng mà chắc là mình sẽ nhờ Nguyên giải thích qua là Fast Protocol là cái gì và cái nội dung cơ bản của nó là như thế nào cho mọi người cùng biết. Fast Protocol thì nó được đề cập từ khoảng 2016 cơ. Thì cái nội dung chính của cái Fast Protocol này á, thì nó là việc cái capture value, tức là cái giá trị được tích lũy, thì nó tích lũy nhiều ở cái tầng protocol hơn là ở cái tầng application. Thì protocol á, ở những cái mạng thị trường như Web 2 thì nó là những cái giao thức, hiểu nôm na là những cái hạ tầng để cho các cái trang web này, các cái ứng dụng họ tương tác với nhau. Còn protocol ở cái web 3 của chúng ta thì có thể coi nó là các cái nền tảng blockchain. Anh em mình hay dùng cái từ là layer 1 thì nó là cái khái niệm protocol này. Bác lại cái thesis này thì họ bảo là cái protocol, cái blockchain, cái layer 1 thì sẽ capture được nhiều value hơn là các cái ứng dụng được xây trên nền nó. Và cái lý thuyết này thì nó cũng đã lâu rồi, và nó cũng gọi là nó hot ở thời gian đầu 2021, khi mà nhiều cái L1 nó nổi lên và nó tạo nên sức hút về dòng tiền và nó tạo lên những cái layer 1 wars. Thì tại sao mà bọn mình nói về cái vấn đề này? Thì dạo gần đây thì mọi người sẽ thấy được những cái KOL ở trên Twitter thì họ nói là cái lý thuyết này gần như là sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái tầng mới, là cái Fast Applications. Thì Fast Application tức là nó ngược lại với Fast Protocol thôi, tức là cái giá trị được tích lũy thì bây giờ nó sẽ tập trung là những cái ứng dụng được xây trên nền của blockchain thay vì là những cái hạ tầng của blockchain. Rồi, thì đó là sơ nét qua về cái Fast Protocol thesis này. Tức là để cho dễ hiểu á, thì chúng ta có thể hình dung là đối với Fast Protocol á, thì người ta đưa ra một cái vision là cho dù là các cái ứng dụng xây trên nền của Ethereum có phát triển đến một mức nào đó thì nó cũng không thể nào vượt qua được cái giá trị của cái mạng lưới Ethereum, đúng không? Còn với Fast Application thì người ta nghĩ ngược lại, là đến một lúc nào đó sẽ có những cái ứng dụng trên Ethereum nó phát triển mạnh đến mức mà nó cái giá trị được capture của nó vượt qua cả cái mạng lưới Ethereum, là nó là hai cái câu chuyện phát triển, hai cái câu chuyện phát triển mà cái dòng tiền nó được tập trung ở hai nơi khác nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy. Yeah.
Yeah, có thể hiểu là như vậy. Fast application thì có thể hiểu là một cái ứng dụng nào đó họ đủ quyền lực để họ có thể gọi là thu hút được cái dòng tiền đổ vào cái nền tảng sản phẩm của họ, và họ được quyền base trên những cái blockchain khác nhau, và các cái blockchain sẽ phải phụ thuộc vào họ. Thay vì là như hiện tại thì chúng ta thấy thì hầu hết các cái ứng dụng xây trên nền của blockchain thì nó lại phụ thuộc ngược cái hạ tầng ở phía dưới. Nó là như vậy. Thì dạo gần đây thì mọi người nói nhiều về cái Fast Applications. Còn Fast Protocol thì bọn mình sẽ nói về cái câu chuyện là liệu Fast Protocol nó đã gọi là lỗi thời hay chưa trong cái tập podcast này, thì chắc là mình sẽ chia sẻ sâu hơn trong những cái phần tiếp theo. Mình nghĩ là những cái lý thuyết của nó có giá trị trong cái khoảng thời gian nhất định, thì mọi người cũng nên chú ý đến cái câu chuyện là Fast Protocol được viết ra khi nào. Được viết ra khi mà người ta còn chưa có khái niệm là xây một dự án trên nền một blockchain mới cơ. Cái thời 2016, 2017 á thì mạnh ai nấy làm. Ripple xây kiểu của Ripple, Cardano xây kiểu Cardano, Ethereum xây kiểu của Ethereum, rồi Bitcoin xây kiểu của Bitcoin. Thì cái khái niệm về DeFi nó vẫn còn rất là mơ hồ. Thì người ta đã bắt đầu có những cái người mà viết ra cái lý thuyết này, người ta bắt đầu có những cái ý niệm về câu chuyện đấy. Thì lật lại đến những câu chuyện mà năm 2020-2021 khi mà cái mùa hè DeFi nó nở rộ á, thì cái thesis này nó được nhiều người xem là giống như là một cái ngọn đèn soi đường khi mà đi đầu tư. Thì nó cuối cùng thì tính đến năm 2022 á, giờ bây giờ mà nhìn lại á, mọi người bảo là thôi mua coin nền tảng đi cho chắc ăn, thì nó cũng là một đâu đó là một cái reflect lại, một cái phản chiếu lại cái tinh thần của cái lý thuyết này. Nhưng mà đến bây giờ thì có rất là nhiều cái dự án mới phát triển lên rồi, thì cái việc bọn mình ngồi đây á, bọn mình sẽ cùng thảo luận với nhau để lật lại những cái luận điểm của cả hai lý thuyết để xem coi nó còn valid không, tức là còn xài được không, và nếu mà xài được á, thì nó sẽ xài được trong những trường hợp nào. Thì đúng rồi, chúng ta bắt buộc là tại vì thị trường nó có rất là nhiều cái hướng đi khác nhau, thì đôi khi là một cái lý thuyết nó có thể đúng ở chỗ này nhưng mà không đúng ở chỗ khác. Thì mong là mọi người có thể stay with bọn mình đến trong cái hành trình podcast này. Ok, vậy thì Nguyên, tại sao có những cái thảo luận bây giờ mọi người bắt đầu cho rằng là cái Fast Protocol này nó lỗi thời, nó không còn valid, không còn đáng để cân nhắc khi mà đưa ra quyết định đầu tư nữa? Nếu như mà anh em theo dõi cái DeFi discussion này vào cái tập tuần trước, thì bọn mình có đề cập đến một cái khái niệm đó là Internet of Blockchains. Thì Internet of Blockchains nó hiểu nôm na là một cái lõi, nó có một cái lõi và các cái chain họ có thể, mỗi cái chain này là một cái ứng dụng họ vận hành trên một cái chain riêng của họ và họ cắm một cái lõi ở trung tâm. Thì vì cái mô hình này nó bắt đầu nó thịnh hành và nó gọi là nó hoàn thiện được những cái hạ tầng, thì mọi người bắt đầu nói về cái câu chuyện là bây giờ một cái app nó có thể đứng ra và nó có thể vận hành một cái chain riêng và một cái cơ chế kinh tế, tức là họ có thể dùng được cái token của dự án họ và yêu cầu người dùng trả phí dựa trên cái đồng token của dự án và từ đó capture được cái value. Thì chính là vì những cái Internet of Blockchains này, cái mô hình này nó bắt đầu nó thịnh hành hơn và nó được nhiều người đề cập đến hơn, thì cái Fast Application này nó bắt đầu nó ra đời. Và điển hình gần đây thì mọi người thấy là những cái app ví dụ như StepN, một cái app về game mua tuần ơn. Rồi trước đó chúng ta có thể coi như Axie cũng là một cái dự án mà họ sẵn sàng họ build ra một cái chain riêng để họ vận hành, họ bổ trợ cho cái app của mình. Đó là những cái tên song song với cái lý do ban đầu hồi nãy mình nói, đó là cái blockchain, cái Internet of Blockchains nó ra đời, nó khiến mọi người bắt đầu nghĩ về cái Fast Application này nhiều hơn. Thì nó rộ lên thời gian gần đây trên Twitter là như vậy. Nhưng mà mình chắc là đến khúc này mình sẽ rẽ ngang qua một chút về cái câu chuyện của Optimism, đúng không? Thì từ cái phân tích của Nguyên ấy, thì tại sao Nguyên dành nhiều thời gian ra Nguyên vọc vạch với Optimism như vậy mà không phải là những cái dự án khác trong một thời gian, suốt một thời gian rất là dài? Trước khi trả lời cái câu hỏi này thì mình bổ sung thêm một cái ý cho cái việc mà tại sao Fast Application nó phổ biến, đó là cũng một phần là vì cái vấn đề khá là nan giải của các cái blockchain layer 1, đúng không? Ví dụ như Ethereum thì họ có rất là nhiều nguồn lực tốt, tuy nhiên là cái phí gas của họ thì lại quá cao và nó không tốt cho người dùng. Đổi lại thì các cái blockchain khác thì nó không đáp ứng được những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật nó chặt chẽ như Ethereum, nhưng mà nó lại đổi lại được cái sự linh hoạt và cái mức phí nó thấp. Thì chính cái bài toán nan giải này nó sẽ đặt ra một cái vấn đề là liệu chúng ta có cần đến L1 hay không. Thì đó là một trong những lý do mà Fast Application nó cũng bắt đầu rộ ra, tại vì
bây giờ mỗi ứng dụng là một cái chain riêng, đúng không? Thì tại sao tôi cần phải hoạt động ở trên một cái chain cụ thể, ví dụ Ethereum hay là Cosmos hoặc là Polkadot hay là Avax, những cái internet blockchain mà bọn mình đã đề cập trong tuần trước. Rồi thì quay trở về với Optimism. Yeah, cái câu chuyện airdrop gần đây của Optimism thì nó khá là hot. Và nó hot hơn nữa đó là về cái vấn đề là cái use case của cái token này, đúng không? Mọi người thấy là hiện tại nó chỉ được dùng vào cái mục đích là government và quản trị. Đúng rồi. Và một vài cái đề xuất ở trên cộng đồng này á, thì họ bảo là ok, chúng ta sẽ gọi là tách ra đó, và bê cái token này đưa nó vào cái cơ chế để trả phí. Thì Vitalik thì cũng có đề cập đến vấn đề này rồi. Vitalik bảo là ok, nếu làm như vậy thì nó lại không tốt cho cái mạng lưới tổng ở dưới, và bản thân một vài ý kiến nó cũng cho rằng là nó không tốt cho Optimism nữa, tại vì nó là những cái cấu trúc nó chặt chẽ với nhau. Ethereum là nền tảng và cái Optimism nó dựa trên cái nền tảng của Ethereum, và nếu mà tách cái Optimism ra và dùng cái đồng tiền đó để trả phí á, thì cái Optimism nó lại vô tình nó mất đi những cái lợi thế mà nó có từ cái độ chặt chẽ với Ethereum. Thì nói như vậy để mình thấy là nếu như mà Optimism chọn cái token của họ để làm gas fee á, mình nghĩ là nó sẽ có hại hơn cho họ. Tại vì chúng ta thấy rất là nhiều case trong quá khứ, ví dụ Matic thì khi họ tách ra thì ở đúng thì nó nhanh thật, nhưng mà cái độ bảo mật cũng như là cái độ phi tập trung thì nó không có. Rồi Metis, đúng không? Metis cũng là một cái optimistic roll-up, cũng giống như Optimism. Khi họ tách ra và họ dùng ra một cái đồng tiền riêng, thì bây giờ cái khi mà họ tách riêng ra thì bây giờ cái token của họ sẽ bị đứng vào một mình, và nó bị thị trường giày xéo các thứ. Mình nghĩ là cái câu chuyện mà đi tách riêng á, nó đi ngược lại với cái xu hướng phát triển, tức là cái xu hướng mà được các cái dự án phát triển gần đây á, thì người ta sẽ phát triển theo hệ sinh thái. Thì phần lớn các cái đội ngũ phát triển á, cái nguồn lực của người ta chỉ đủ để trở thành một mảnh của cái hệ sinh thái đấy thôi, chứ hiếm khi mà có một cái dự án nào đủ sức mạnh bật hẳn ra để tạo ra một cái chain riêng của mình. Thì cái incentive cho cái việc mà build một cái nguyên một cái chain mới như vậy mình cũng không nhiều cho những cái phần lớn những cái đội phát triển trong hiện tại. Yeah, và khi mà họ tách ra thì cái token của họ là một điểm yếu, bởi vì bây giờ cái case của Metis, ví dụ như họ đẩy giá token lên đi, thì nó lại, ví dụ như họ muốn capture nhiều value hơn, họ muốn đẩy thu hút dòng tiền để đẩy giá token lên, đúng không? Thì nó lại bắt ngược lại, cái hạ tầng của họ không đáp ứng điều đó, và nó lại quay về cái câu chuyện phí gas giống Ethereum, đúng không? Rồi nếu như mà họ muốn giảm phí hạ tầng thì nó lại bắt về cái câu chuyện của Solana đó, kiểu như vậy. Thì tức là giảm được phí gas, nhưng mà cái chi phí về đầu của cái người validator, cái người bảo mật cho cái hạ tầng thì nó lại tăng lên. Thì nó là một cái bài toán mà rất nhiều các cái dự án mà họ họ muốn tách riêng ra thì nó gặp vấn đề như vậy. Và back về cái case của Optimism á, thì rõ ràng là mình thấy là họ không việc gì mà phải đi theo cái hướng là họ tách riêng ra như vậy cả, đúng không? Thế tại sao lại không build đè lên trên Ethereum mà hưởng lợi, và cái token của họ thì đúng là ít use case thiệt, nhưng sau này thì cộng đồng biết đâu họ nghĩ ra được những cái cách khác để tạo thêm incentive, ví dụ burn token chẳng hạn, hoặc là có thể làm song song các thứ. Thì đó là lý do tại sao mà mình, góc nhìn của mình thì hiện tại nếu mà để mà có một cái ứng dụng mà tách riêng ra thì nó không có. Và cái network effect của một cái protocol nhất định thì nó vẫn rất là quá lớn, và cái sức ý nó vẫn là quá lớn để cho một cái dự án đó họ có thể tách riêng ra, và họ đi theo cái hướng gọi là fast application. Và với mình thì mình vẫn nghĩ là fast protocol nó sẽ là một cái thesis trong thời gian tới, và nó vẫn rất là hiệu lực và nó vẫn valid, đúng không? Nó vẫn có thể sử dụng được. Yeah, đúng rồi. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện đấy, vậy thì tại sao ở phía ngược lại, tại sao có những người ta lại ủng hộ cái câu chuyện của fast application? Tức là cái ở những con người mà pro cái fast application đó, thì người ta, cái luận điểm của người ta là gì? Mình nghĩ cái luận điểm đầu tiên nó là cái mass adoption. Khi mà nghĩ đến mass adoption thì mọi người sẽ vô hình chung so sánh web 3 với lại web 2, đúng không? Thì ở bên web 2 chúng ta thấy là rất là nhiều các cái application họ gần như là thống trị trong cái mạng của họ, và họ capture được rất là nhiều value, ví dụ như Facebook, ví dụ như Google. Khi mà web 3 nó đến cái ngưỡng mass adoption thì cái thứ mà người ta tương tác thì là ở trên app, tại vì cái app nó là cái thứ sát với user nhất, thì nó sẽ là cái mà họ tương tác nhiều nhất. Thì lúc đó application nó sẽ có cái, nó gần như là nó đứng chặn ở ngay cái cổng vào,
của user và nó đón được cái dòng tiền, thì cái đó là một trong những cái debate về fast application, tức là cái ý đầu tiên là về mass adoption đó. Một cái lý do thứ hai mà mình nghĩ là mọi người đang viện vào đó là cái market cap của các cái ứng dụng ở trên Ethereum nó đang cao hơn cái market cap của bản thân Ethereum, thì nó đi ngược lại với cái, thì cái số liệu này nó đi ngược lại với cái lập luận của, ban đầu của cái ông tác giả của cái fast protocol này. Thì cái ông tác giả này ban đầu ông bảo là cái value nó sẽ tụ lại ở L1 đúng không? Thì tại sao mà value nó tụ lại ở L1 nhưng mà bây giờ cái market cap của các cái ứng dụng thì bắt đầu nó, tổng của các cái ứng dụng ở trên Ethereum thì nó bắt đầu nó nhiều hơn Ethereum rồi. Thì cái vấn đề này thì mình cũng nói một xíu, nó về con số một xíu, tức là đúng là total market cap của các cái ERC20, các dự án ở trên Ethereum thì nó cao hơn, tổng của nó thì cao hơn cái market cap của Ethereum thật. Nhưng mà thứ nhất á, là cái này là một cái không gian decentralized, tức là ai thích tạo token gì thì tạo. Đó, thì nếu bạn hứng lên thì bạn có thể tạo ra một token mới thì cộng dồn vô thì nó sẽ cao hơn cái market cap của Ethereum. Còn cái ý thứ hai á, thì đơn giản là vì cái cơ chế của các cái pool AMM á, thì khi mà họ bắt cặp Ethereum và các cái đồng token của ERC20 thì các cái đồng ERC20 này nó sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ Ethereum, tức là nó có một cái khái niệm tức là elasticity, tức là cái độ trượt giá. Ví dụ như một đồng Ethereum bạn bỏ vô các cái pool AMM thì bạn có thể tạo ra được effect nó liên quan nó khoảng 2-3 đồng gì đó cho các cái ERC20, và đó là một trong những lý do mà tại sao market cap của các cái đồng ERC20 nó boom rất là mạnh và cái tốc độ nó tăng trưởng rất là nhanh, và cộng tổng lại thì nó vẫn sẽ hơn market cap của Ethereum. Cái này nó cũng gần như là một cái về mặt con số thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta xét về cái độ solid, tức là cái độ cứng của cái market cap đó thì tất nhiên là Ethereum vẫn cứng hơn rồi, tại vì cái giá trị đó được tụ lại ở trong những cái validator đúng không, hoặc là những cái người mà hiện tại thì Ethereum đang làm proof of work đúng không, nhưng mà sau này họ lên proof of stake thì cái giá trị nó sẽ được gần như là staking theo đúng nghĩa. Còn cái staking của các cái dự án ERC ở trên á, thì nó chỉ đơn giản là như là farming thôi, tại vì nó không có cái đúng cái trách nhiệm cũng như là những cái tác dụng ví dụ như là xác thực giao dịch các thứ, thì cái độ solid, cái độ cứng của market cap của Ethereum thì nó cao hơn rất nhiều so với những cái ứng dụng xây ở trên nó. Thì đó là về mặt gọi là thực tế mà mình thấy được đó, từ những cái mà mình theo dõi cái hệ sinh thái này. Đôi khi chúng ta thấy là ở những con số thì thể hiện là ở các cái application nó đang phát triển mạnh thật, nhưng mà về cái độ gọi là bền vững thì các cái protocol nó vẫn đang có được những cái sức mạnh và cái rào cản riêng của nó để nó lưu trữ được cái dòng vốn đó, cái giá trị của nó. Ok, vậy thì sau tất cả những cái trao đổi vừa rồi, nó ở cái tầm nhìn rất là xa, những tầm nhìn rất là vĩ mô, vậy thì đến cuối cùng á, những người mà nghe đến khúc này người ta sẽ thắc mắc là vậy thì hai cái thesis mà mình và Nguyên vừa discuss thì nó sẽ giúp gì trong cái việc, tức là nói về những cái chuyện đã xảy ra rồi thì rất là dễ rồi, nhưng mà nếu mà nhìn vào tương lai á, thì những cái kiến thức này sẽ có thể tác động như thế nào trong cái quá trình mà phân tích dự án hoặc là đưa ra quyết định đầu tư của mỗi người khi mà áp dụng fast protocol hoặc là fast application. Mình nghĩ trước mắt á, thì cái dòng tiền nó sẽ đi từ L1 nó lên các cái dự án. Nếu mà một cái dự án nào đó nó hot, ví dụ kiểu như nó là một cái dự án đứng đầu của một cái trend nào đó đi, một cái ví dụ như Move to Earn hay là cái gì đó, thì dòng tiền nó sẽ bắt đầu đổ vào cái app đó, nhưng mà nó vẫn sẽ có một cái lực để điều phối cái dòng tiền đó từ cái app về lại với L1 đó. Thì cái ý nghĩa của cái fast protocol với mình nó là như vậy. Tại vì sao? Tại vì cái trường hợp của Step N gần đây á, thì chúng ta thấy là cái khả năng để hấp thụ cái dòng vốn lớn của một ứng dụng riêng lẻ thì nó không thể tốt bằng một cái protocol được. Một cái protocol như mình nói hồi nãy, nó vẫn còn nhiều cái ứng dụng ở phía dưới, ví dụ như là validator họ xác thực rồi các thứ không? Thì họ cần cái token đó, và họ nếu mà họ làm đúng họ được thưởng, hoặc làm sai họ được phạt là các thứ, thì nó sẽ có nhiều cái ứng dụng nó mang tính dài hạn hơn, thì cái dòng tiền nó có thể back về lại được cái token ở L1. Còn với một cái dự án mà một cái app riêng lẻ đi, thì khi mà tiền nó đổ vào á, ở cái giai đoạn phát triển nóng đi, thì cái dòng vốn nó không nghĩ được cái cách để nó tiếp tục nó luân chuyển trong cái app đó, đúng không? Nhưng mà với một cái hệ sinh thái, một cái blockchain thì nó khác.
đó, tức là nó nghĩ được cách để nó luân chuyển được cái dòng tiền ở trong cái blockchain đó. Đơn giản vì cái blockchain đó nó vẫn rộng hơn rất nhiều, nó có rất là nhiều app luôn, nhiều app nó xây dựng chồng lên nhau thì cái dòng tiền nó sẽ có cách được luân chuyển ở bên trong cái blockchain đó. Nhưng với một cái app riêng lẻ thì nó khác, mặc dù bạn có thể xây dựng ở trên nhiều chain khác nhau đúng không, nhưng mà cái cách để bạn giữ được cái dòng tiền ở trong cái app đó thì nó gặp rất là nhiều bất chắc đó. Thì ví dụ như Step N thì họ build ở trên hai chain là Solana với Binance chain đúng không? Cái việc mà bản thân khác nhau giữa hai cái chain này á, nó tạo ra những cái rào cản về mặt riêng về cái token đi. Chẳng hạn thì GST ở trên Binance thì nó là một cái đồng khác, nó một giá khác, mà GST ở bên Solana thì nó là một cái giá khác. Thì đơn giản nó là một cái tạo ra một cái rào cản rồi đúng không? Thì một cái app như vậy thì nó sẽ gặp rất nhiều cái rào cản khi mà nó phải đi hai chân như vậy đó. Thì hoặc là họ như mình nói hồi nãy, hoặc là họ rất là khó để tìm cách để luân chuyển cái dòng tiền ở bên trong một bản thân một cái ứng dụng. Thì yeah, đó là cái suy ra của mình. Và disclaimer với anh em luôn, đó là cái góc nhìn của mình thôi, tức là thực ra thì tất cả thì nó đều chỉ là góc nhìn thôi. Và nhưng mà về cơ bản á, mình và Nguyên thì khi mà đưa ra góc nhìn á thì đều có giải thích là tại sao, từ đâu mà bọn tôi đưa ra góc nhìn như thế này. Thì nếu mà mọi người có những cái góc nhìn khác thì bọn mình cũng rất là welcome thôi, nhưng mà mọi người nên hiểu là khi mà mình có một cái view gì đó thì mình nên có một cái dữ kiện để mình backup cho cái view của mình. Thì qua tất cả những cái chia sẻ, thực ra là cái câu chuyện này nó là một cái phóng chiếu về một cái bức tranh lớn. Thực ra thì đâu đó tất cả những cái tinh thần của Fast Protocol á, khi mà mọi người đã làm due diligence, làm phân tích dự án để mà quyết định đầu tư á, thì chắc là mọi người cũng đâu đấy là cũng đã đảo qua những cái đồ dòng mà bọn mình đã có nói rồi. Nhưng mà về cơ bản thì đây vẫn là một cái lý thuyết khá là hay. Nhưng mà đúng rồi, nãy mình quên, chắc là mình sẽ để cái link của cái lý thuyết này bằng tiếng Anh bản gốc ở bên dưới để mọi người có thể tham khảo. Một cái note nữa, đó là tác giả của cái bài này thì có một cái bài update là bên cạnh cái Fast Protocol 2016 thì bây giờ 2020 thì nó ra một cái bản update, đó là Thin Application, một cái ứng dụng mà nó có cái lớp nó mỏng hơn đó. Thì chắc là bọn mình sẽ để cái bài viết này ở phía dưới để anh em nào quan tâm thì có thể tham khảo, cũng gần như là một cái để mình ngẫm nghĩ trong cái giai đoạn mà thị trường nó cũng khá là ít trend thời gian gần đây đúng không, thì chúng ta có thể ngồi ngẫm nghĩ những cái thesis này thì mình thấy nó cũng khá là thú vị. Thực ra thì cái mức độ gọi là xài được của những cái thesis này á, mình nghĩ là chắc là nó sẽ tiếp tục được thử thách trong tương lai thôi. Tức là khi mà cái thời gian thị trường xuống như này thì bắt đầu người ta lại lôi những cái thesis cũ ra, người ta check lại, và đến cái lúc mà thị trường lên lại á, và chắc chắn thị trường sẽ lên lại, thì đến lúc đấy thì chắc là chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau nhìn xem là sau hai lần gọi là phát triển, hai cái circle phát triển của thị trường, thì cái protocol này có gọi là tiếp tục giữ được cái gọi là cái giá trị của nó cho mọi người không. Và nếu mà có và tiếp tục được update á, thì khá là tốt. Nhưng mà đó là cái lý do mà bọn mình quyết định nói chuyện về cái protocol này, mặc dù biết là nó là một cái câu chuyện rất là vĩ mô, giống như là của ăn rau muống mà nói những cái tầm nhìn 3 năm 5 năm á. Nhưng mà đó là cái thứ mình phải nói đúng không, mình vẫn phải nói. Thì nó là một cái gần như là một cái suy luận để mình biết là mình sẽ nằm ở đâu kiểu như vậy. Thì góc nhìn của bọn mình thì cũng đã đề cập ở trong cái podcast này rồi, thì hy vọng là cũng sẽ mang lại nhiều cái thông tin thú vị cũng như là nhiều góc nhìn nó mới lạ đối với anh em về cái thị trường DeFi. Và tất nhiên là cái chủ đề này bọn mình rất là welcome mọi người đưa ra cái quan điểm, có thể là trong phần bình luận của cái podcast này, có thể là trong cộng đồng FOMO Sapien, thì rất là welcome những cái ý kiến, cho dù là đồng ý hay là phản đối với lại những cái suy luận của bọn mình, thì mọi người có thể vào và chia sẻ. Chắc là từng đấy thì cũng đủ cái keyword và những cái thông tin để mọi người có thể nghiền ngẫm trong một tuần sắp tới rồi. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cái thời gian này của podcast, và chắc là bọn mình sẽ hẹn các bạn trong những cái số sau của DeFi Discussion. Hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của DeFi Discussion, và chắc chắn bọn mình sẽ trở lại với nhiều topic còn hấp dẫn hơn nữa.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại.